chào quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh. Tôi là Hà Đặng Cao Tùng, chủ biên sách giáo khoa Tin học 7, Bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Ở môn tin học lớp 7 hiện hành, các em chỉ học một nội dung cơ bản là bảng tính điện tử mà hàng ngày chúng ta vẫn quen gọi là bảng tính Excel. Nhưng với sách giáo khoa Tin học 7 chương trình 2018, các em sẽ được tiếp cận những nội dung mới như là trao đổi thông tin với máy tính, rồi sử dụng phần mềm trình chiếu, rồi một nội dung rất đặc biệt nữa đó là thuật toán. Nội dung thì phong phú hơn rất nhiều mà cũng có vẻ như rất khó. Nhưng các thầy cô và các em học sinh cũng không lo vội, bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cuốn sách và thấy rằng Tin học lớp 7 Bộ kết nối tri thức với cuộc sống sẽ giúp chúng ta làm mọi việc trở nên dễ dàng. Tin học 7 Bộ kết nối tri thức với cuộc sống tiếp tục thực hiện tinh thần chung với đổi mới phương pháp dạy và học. Và quan điểm xây dựng bộ sách đã được thể hiện trong cuốn Tin học lớp 6. Đó là gì? Đấy là lấy kỹ thuật làm phương tiện. Tư duy của học sinh là mục tiêu và năng lực văn hóa của học sinh là mục đích. Điều này được thể hiện như thế nào trong cuốn Tin học lớp 7? Chẳng hạn, chúng ta nói đến chủ đề bảng tính điện tử, thường hiểu rằng là học sinh cần phải học cái cách nhập dữ liệu, định dạng dữ liệu hay là xây dựng những công thức trong bảng tính. Tuy nhiên, tất cả những cái đó chỉ là yếu tố kỹ thuật. Ở tầng phát triển tư duy, các em sẽ biết cách suy nghĩ, tìm cách khai thác cái khả năng tính toán tự động của máy tính để giải quyết những cái vấn đề mà nó liên quan đến các con số, nhất nữa là các con số đó lại liên quan phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, cái đích đến của chủ đề là học sinh sẽ từng bước hình thành được phong cách làm việc, biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu và những cái tính toán khoa học với dữ liệu ấy. Hay chúng ta lấy một thí dụ khác, không phải về năng lực nữa mà về văn hóa chẳng hạn. Chủ đề 2 và 3 của cuốn sách sẽ dạy học sinh cách giao tiếp trên Internet qua các kênh trao đổi như là email này, Messenger, Zalo vân vân. Qua đó thì hình thành một thái độ văn hóa khi mà giao tiếp qua Internet để giúp cho các em biết cách ứng xử một cách văn minh mà vẫn an toàn trên không gian mạng. Nội dung sách giáo khoa Tin học 7 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống được chia thành 5 chủ đề, gồm 16 bài. Phần lớn các bài học được thiết kế dạy trong 2 tiết, trong đó có 19 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành. Thời gian thực hành chiếm khoảng 40% thời lượng dành cho môn học, còn lại 4 tiết dành cho kiểm tra, đánh giá. Theo thiết kế của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ đề 4, ứng dụng tin học của sách giáo khoa Tin học 7 chiếm gần nửa chương trình. Phần còn lại, chương trình dành thời lượng cho những chủ đề khác. Chẳng hạn, chủ đề 1 nói về thiết bị vào, ra, phần mềm máy tính và hệ điều hành, qua đó hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng máy tính an toàn và có trách nhiệm. Chủ đề 2, 3 nói về những công cụ phần mềm giúp con người giao tiếp với nhau trên Internet, ta thường quen gọi là mạng xã hội. Đặc biệt, chủ đề 5 hướng các em bước đầu làm quen với khoa học máy tính qua bài toán, sắp xếp và tìm kiếm. Các bài học thì có cấu trúc giống nhau. Đầu tiên là mục tiêu của bài học, hay còn gọi là yêu cầu cần đạt, giúp cho các em biết được hôm nay mình học những gì và sau bài học thì mình sẽ thu được những gì, mình đã đạt được mục tiêu hay chưa. Sau đó là hoạt động để cho các em bắt đầu khởi động nội dung bài học. Tiếp theo đó nữa là phần nội dung kiến thức. Sau phần nội dung kiến thức, các em sẽ có những cái bài tập để củng cố bài học, rồi là bài tập luyện tập và vận dụng. Thế ngoài ra, ở trong bài học còn có một cái hộp màu da cam, đấy là hộp kiến thức, viết rất ngắn gọn nhưng tổng kết được những thuật ngữ, những khái niệm, và chỉ cần các em nhìn vào đó là có thể hình dung ra được cơ bản nội dung của bài học. Thế ngoài ra, cuốn sách còn có trang liên quan đến các thuật ngữ giúp cho các em nắm được những cái từ mà còn chưa thật rõ lắm, hoặc là tra cứu lại một cách nhanh gọn hơn mà không cần phải mở cả cuốn sách ra. Thí dụ như ở đây có từ công nghệ đám mây hay là mạng xã hội. Tin học lớp 7, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có một số điểm mới nhằm giúp cho học sinh dễ học và giáo viên dễ dạy. Điểm mới thứ nhất là việc phát triển năng lực của học sinh thông qua các hoạt động. Cuốn sách gồm có 35 hoạt động và 13 nhiệm vụ thực hành. Học sinh được hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực thông qua các hoạt động. Chẳng hạn trong sách có nêu lên một cái tình huống xây dựng một kế hoạch trồng cây trồng hoa, gọi là dự án trường học xanh. Thế trong dự án ấy, học sinh phải khảo sát xem là ở trong ngôi trường này phải trồng bao nhiêu cây hoa, bao nhiêu cây ăn quả, trồng ở những chỗ nào, số lượng bao nhiêu, giá cả làm sao, vân vân. Rồi các em dùng bảng tính Excel, các em tính toán ra cái giá trị cần phải chi phí, rồi phân công nhau làm cái việc đó, rồi các em trình bày lên phần mềm trình chiếu. Đặc điểm mới thứ hai của cuốn sách là việc kết nối tri thức cũ và tri thức mới. Ở lớp 6, thí dụ thế này, học sinh đã được học về 4 thành phần của máy tính, gồm có thiết bị vào, thiết bị ra, thiết bị lưu trữ và bộ xử lý. Thì đến lớp 7, các em được học kỹ hơn về thiết bị vào và thiết bị ra. Thì trong cuốn sách, nội dung bài học mới là thiết bị vào và ra như vậy ấy, được đặt trong cái khung 4 thành phần của máy tính, để kiến thức từ lớp 6 được liền mạch lên lớp 7. Qua đó học sinh biết được đặc điểm của thiết bị vào là gì? Là tiếp nhận và mã hóa thông tin thành dữ liệu đưa vào máy tính. Và đặc điểm của thiết bị ra là gì? Là giải mã và trình bày những dữ liệu đó thành thông tin cho con người. Về cái khả năng sư phạm của cuốn sách, đó là những cái quy tắc ứng xử trên mạng máy tính và những quy tắc để tránh nghiện máy tính có thể nêu thành những cái từ ngắn gọn và dễ nhớ. Ví dụ, ở trong sách, để không biến mình thành một người nghiện Internet, học sinh chỉ cần nhớ 4 từ ngắn gọn là chia sẻ, rời xa, giới hạn, theo đuổi. Ngoài ra, còn có góc cha mẹ để phụ huynh có thể theo dõi, hỗ trợ các em thực hiện tốt hoạt động này. Đây là một vài câu hỏi về nghiện sử dụng Internet. Em có bỏ bê việc học hành để lên mạng không? Em có hay thức khuya để sử dụng mạng không? Em có tức giận khi không được sử dụng máy tính không? Em có nói dối về thời gian truy cập mạng không? Chúc mừng em nếu đa số các câu trả lời là không. Điểm mới thứ ba của cuốn sách là cái khả năng kết hợp kênh hình và kênh chữ. Một trong những nội dung thú vị của chương trình là chủ đề 5 về thuật toán, tìm kiếm và sắp xếp. Mặc dù đây là nội dung khó và mới, nhưng sách đã minh họa thuật toán bằng những hình ảnh trực quan. Thí dụ như thuật toán nổi bọt chẳng hạn, là các em nhìn thấy những viên bọt được nổi dần lên, viên nhẹ ở dưới được nổi dần lên bên trên, là những viên nặng hơn thì chìm dần xuống phía dưới. Điều đó làm cho cái thuật toán trở nên dễ hiểu. Hơn thế nữa, các tác giả của bộ sách cũng xây dựng một số ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình Scratch mà học sinh đã được làm quen từ lớp 4 rồi, giúp cho học sinh hình dung ra được cái thuật toán một cách sinh động ở ngay trên màn hình máy tính. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã giúp cho các em, các thầy, các cô dạy học trở nên dễ dàng hơn bằng cách là bổ sung những cái học liệu như là sách giáo viên, sách bài tập và một số cái nền tảng kỹ thuật số để hỗ trợ giáo viên và học sinh, phụ huynh trong quá trình dạy và học môn tin học lớp 7 một cách hiệu quả. Thí dụ như là nền tảng về hành trang số hay là tập huấn. Xin nói lời kết luận, sách giáo khoa tin học lớp 7 nhằm đem đến cho học sinh tri thức khoa học một cách đơn giản và dễ hiểu. Khi các em đã hiểu, các em sẽ yêu thích môn tin học và từ đó sẽ gợi mở những ý tưởng sáng tạo nơi các em. Hy vọng rằng cuốn sách giáo khoa tin học 7, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ là người bạn đồng hành, tin cậy của giáo viên và học sinh trên khắp mọi miền đất nước. Xin trân trọng cảm ơn.